một chiếc đồng hồ Rolex Daytona 116508 vàng nguyên khối. Bây giờ Kỳ Lân sẽ đập hộp. Wow, ngoài hộp giấy thì bên trong sẽ có một hộp rất chất lượng đến từ hãng Rolex. Khi chúng ta vừa nắc hộp giấy ra là chúng ta sẽ thấy một cái hộp màu xanh đặc trưng của hãng Rolex, và trên cái hộp xanh này có một cái biểu trưng, một cái logo rất sang, rất quyền lực, rất giá trị của hãng Rolex, chính là logo này. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính trong chiếc hộp. Đây là chiếc đồng hồ vàng nguyên khối đến từ thương hiệu hãng đồng hồ Rolex nổi tiếng đình đám trên thế giới, vì chuyên về đồng hồ cao cấp luxury. Chiếc đồng hồ Rolex này là một trong những phiên bản rất là đẹp. Bên trong hộp thì sẽ có sổ, thẻ. Chiếc đồng hồ này là model là 116508.